ra bên kia thôi. Nhưng mà Vâng, hôm phải qua chẳng qua là hôm nay có sương mù như thế này thôi. Nếu mà là cái nhà cửa quay sang bên kia, không qua em nghỉ chỗ này nghỉ đẹp hết đấy. Nếu mà sau này mua được cái mệnh này, biết phong à, cái thủy nhà, à? vâng thì Em biết về phong thủy à? Anh cũng thì thấy biết sơ cho sơ anh thì thấy đất thế nào hợp lý thì quay đi như thế thôi, chứ trên thực tế hướng này chỗ này thì kè thêm ra đây một tí nữa được không? Còn chỗ đá này này. sau này em sẽ chịu cái bồn đá này vào trong kia xong rồi xem lại cái chỗ này xong rồi kẹp lại nữa. Ở đây thì có lẽ thì có bác Hùng bác biết cái tin rằng là cái căn nhà nhỏ bé mình mang tính chất là để xe dụng cụ lao động và đun bếp củi ấy, thì đang tạm thời là bị đình chỉ. Dùng cái từ đình chỉ nó hơi đao to vô lớn nhưng thực tế thì là đang phải tạm dừng, để xin ý kiến thống nhất từ cấp ủy chính quyền xã. Đấy. Cái chỗ này thì mình kè như này thì anh Tủ, anh phó chủ tịch anh còn rất là hoan nghênh cơ. Đấy. Anh rất là hoan nghênh là một phần nào đó, mặc dù là mình làm như thế thì mình đỡ cho cái nhà của mình thôi, nhưng phần nào đó thì cái đường của chính thôn xóm cũng đang xuống cấp, mà mình kè được một lượt như thế thì nó sẽ đảm bảo cái ao giao thông, biết là được khoảng một đoạn thôi nhỉ. Đấy. Nhưng mà ít nhiều thì là cũng có sự hoan nghênh. Anh Tủa chủ phó chủ tịch xã là không phải là không nói ngoa, chưa có thể là tường thuật lại cho các bác thì là anh đã nói gì khi mà mình xây cái nhà này. Vâng, cũng thưa với các bác, các cô là với cả anh Khâm là đầu tiên là em bắt đầu xây từ hai viên gạch. Thì em cũng là có gọi điện cho anh Tượng về xem nào, nếu mà cái này có nem sai hay không. Cái này là mình chỉ à không là nhà để ở mà là sau này có một đông hoặc là đấy thì mình chỉ đôi cuội trong này với để nhà để xe trong này thôi. Nếu mà sau này thì anh về xe nào sau này nếu mà nhà nước nó phát triển lên xong rồi mở cái đường to lên thì coi như là chị phá đi không, mình cũng không bắt phải à đền Nghĩa là bùn mình gì không có cả. ý vâng kiến gì, không đòi vâng hỏi gì hết, vâng chấp nhận tháo bỏ dỡ. vâng thì anh Tụ cũng bảo là thôi em cứ xây đi, em cứ xây, nếu mà là kho có phải là nhà mình ở đâu, là một cái kho để xe sau này nếu mà nhà nước nó mở được về thì cũng là như em nói thôi, mình không ý kiến gì. Hôm qua em cũng đi xin nhưng mà mấy anh em kia đi họp hết. Hôm nay thì em đi xin chị mà cũng là phó chủ tịch đấy thì chị bảo là cái đấy thì nhiều việc lắm, đợi anh mà chủ tịch xã đấy để anh lại đi học rồi chắc phải mai hoặc là mai kia thì anh về được thì anh cắt lên sen hay như thế nào thì anh ấy cắt cho đủ với nhau, tạm thời cứ tạm dần đấy thì Thế có sáng làm em biên về. bản Dạ chưa, vẫn không? phải đợi anh ấy về thì em. Đây chú phó à, chú vâng chủ tịch đúng không? vâng chú chủ tịch đấy về thì em lại đi xin hay là như thế nào thì Đấy, thì sơ bộ thì Khâm lại chia sẻ lại ngắn gọn và xúc tích cho cô bác thì là trong cái ngày thứ hai Khâm đi đưa anh Và đi bệnh viện ấy, thì trong buổi sáng đấy thì thợ mỉ gọi cho Khâm là bây giờ xã xuống là tạm dừng cái công trình của mình vì điều kiện là xây gần mấy đường quá, thì là từ ban đầu là yêu cầu là cách 3 mét thì trên thực tế mình rất là chấp hành, nhà của mình cách tận khoảng 5 mét cơ đúng không, nhà của mình cách từ đường vào là khoảng 5 mét là mình rất là thực hiện rất là đúng rồi. Cái khu này thì là khi mà thấy bắt đầu những hàng gạch đầu tiên xây lên thì ở đây gần xã mà, ở đây thì các bác xã chỉ cần gọi là đi ra ngoài mở cửa sổ ra là nhìn thấy anh em mình đã làm cái gì rồi. Anh Tủa thì nắm bắt được, phó chủ tịch xã nắm bắt được, nhưng mà có một chị là cũng phó chủ tịch thì chị mới chuyển đến à, Vâng, mấy chuyện về thế mấy chuyện về là cuối cáo rồi đấy. chị mới chuyển đến thì thật sự là trách nhiệm của chị là bao quát khu này thì chị phải đến chị làm việc với mình, chứ không phải là anh Tủa thì có thể là anh lại 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 trách nhiệm là bao quát khu khác đúng không? Thì việc của chị là chị làm thì
trong thời gian là chú chủ tịch đi công tác thì khi mà thấy làm như này trong cái phạm vi quản lý của chị phải về nhắc nhở thôi. Thì là tốt nhất thì là không có bảo là thôi thì chị đã nói như thế thì mình sẽ phải tạm dừng. Bởi vì hôm nay là mưa thì cũng không có mưa rồi, nhưng mà thợ vẫn không làm. Thì Khâm vẫn phải cập nhật cho các bác rằng là cái phần nhà này ra làm sao rồi. Thì trong video thì cũng có một số bác là quan tâm là chưa thấy cái nhà bếp củi, cũng như là cái nhà để xe, Khâm làm đến đâu và chưa thấy cập nhật, thì để cho mọi người là gọi là có câu trả lời. Thì là mình đang tạm thời phải dừng lại một vài hôm nữa, thì chắc có lẽ phải đợi chú chủ tịch. Chú chủ tịch thì Khâm cũng đã từng làm việc với chú, rất là thoải mái luôn. Chú còn hứa là sau này chú sẽ hỗ trợ giúp em làm bìa đỏ thổ cư. Rồi là sau này chú sẽ làm gọi là thư cảm ơn đến kênh. Đấy, cái đó thì có thể là cháu Khâm cũng không có mong chờ lắm. Vì mình giúp cho bà con thì mình cũng không mong là nhận lại cái gì cả đâu. Nhưng mà chú rất nhiệt tình. Nhưng đợt này chú đi công tác thì chị phó chủ tịch mới chuyển ở bên xã Phố Cáo về, thì chị cũng làm đúng theo trách nhiệm của chị thôi. Là bây giờ mọi cái xây dựng thì phải cách đường 3 mét. Mà bây giờ mình đang xây dựng ở đây không phải khung cứng đâu, ở đây xây dựng những hàng gạch lên cơ bản thôi. Thì nhưng mà chị nhìn thấy chị phải về tạm dừng. Thế hôm đấy Khâm ở Hà Giang thì Khâm cũng không, Khâm chỉ bảo chơi là thôi, thì cứ phối hợp với các chị đi, làm đúng đi. Mình từ đầu đến giờ là mình đang làm đúng hết sức có thể những cái gì ở đây. Thế Khâm toàn là làm sao là kết hợp với chính quyền thì Khâm làm việc mà. Thì bây giờ là chị phó chủ tịch chỉ xuống như thế. Mới đầu thì còn bảo là chiều lên lập biên bản cơ, đúng không? Vâng. Thế nhưng mà mới đầu thì bảo là chiều thì em giam xá để làm việc, để làm biên bản. Nhưng mà em cũng nghĩ là cái đấy cũng không phải là mình làm cái gì sai, em cũng không... Nhưng không ấy thì em bảo là nếu mà em đi bên đấy em cũng cố gắng hết sức để phối hợp với các anh chị làm việc thôi. Các chị để tạo điều kiện cho em, bởi vì là cái phần này cũng không phải là nhà em để có điều kiện như thế nào, cũng là các nhà hảo tâm và các cô các bác yêu thương em thì mới giúp đỡ. Nhưng mà thì đã trình bày với chị như thế sáng nay. Vâng, sáng nay em cũng trình bày bảo là thôi em cũng mong là anh chị tạo điều kiện cho em với, bởi vì là nhà em cũng không có điều kiện, đất cũng không có, cũng mong anh chị tạo điều kiện cho em để cái kia em cũng không phải là nhà ở, là nhà kho để xe thôi, thì mong anh chị tạo điều kiện. Cái đấy em cũng không có tiền, cũng toàn là anh em hoặc là các nhà hậu tân hoặc các cô các bác ở dưới kia yêu thương mình thì mới gửi tiền lên mua đất hoặc là xây nhà cho em thôi, thì cũng mong anh chị thông cảm tạo điều kiện cho em với. Thì chị bảo là rồi thế cũng được, nhưng mà phải đợi chú chủ tịch. Vâng, chú chủ tịch đấy họp xong về thì khác là về với chú đấy. Nhưng mà rồi thế thì em về. Thế chú chủ tịch đang đi công tác. Vâng, đang đi công tác ở dưới Hà Giang. Chú đi công tác đúng cái thời điểm mà anh em mình xây cái này này. Còn nếu mà chú ở đây thì Khâm với chơi trình bày như thế thì chắc chú sẽ tạo điều kiện thôi. Bởi vì mình sẵn sàng là mình sau này có mở đường đến thì chấp nhận là bỏ đi không ý kiến gì. Đấy, nói không phải bằng mồm. Tới này sẽ bảo là đấy, chú thì bảo các anh chị sẽ làm cho mình cái biên bản, mình ký vào. Là sau này nếu có sử dụng đến phần này mở đường thì mình sẽ chấp nhận là đập bỏ cái này. Để cho phục vụ công tác mở rộng đường. Đấy, tất nhiên thì sau này mở rộng đường thì người ta sẽ đền bù đất. Đấy, đất của mình thì người ta sẽ đền bù. Chứ còn các cái công trình mà sau cái thời điểm người ta thông báo mà mình vẫn làm, cố chấp làm ấy, thì là sẽ không được đền bù. Nhưng mà thực tế thì bây giờ xây gạch lên rồi, có lẽ thì chắc cũng chỉ thêm mấy hàng gạch nữa thôi, là làm mái vào thôi, thì cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. Tất nhiên là bây giờ có gạch này, cũng mất tiền này, rồi là plô, rồi là công thợ thì đã mất tiền vào đây rồi, nhưng mà nó không quá đáng kể. Còn mở đường thì không nghĩ rằng là như anh Say nói, anh Say và cả đời nữa chắc chả mấy đời nữa không vậy. Nhưng mà anh tự kể chắc phải đợi đến 2023 còn chưa thấy gì đâu. 20 bao nhiêu? 2030 đấy. Không, mở đường trước thì chắc chắn là sẽ phá vào Tả Ly Dương trước. Phần đất Tả Ly Dương thì hất sẽ phần bên này, thế thôi. Người ta sẽ làm Tả Ly Dương, hất đất xuống thôi.
ai mà lại đi kè dưới này, ai mà đi kè dưới này lên được. Có mở đường thì người ta sẽ phá vào tả ly dương. Vâng. Chẳng qua là cái bên này cũng phải có cái hành lang dự trù. Vâng. Dự trù là phá đất ra thì phải hất sang bên này. Vâng. Đúng không? Vâng. Ừ. Đấy, thế là chia sẻ một chút về cái phần nhà để xe của Trơ thì tạm thời thì là phải tạm dừng. Lý do là như vậy thì tạm dừng chắc không lâu đâu. Sau tuần này chú chủ tịch chú về thì mình sẽ lên làm việc tiếp. Vâng. Nếu mà chú... đi xe hay đi bộ ấy? Gần không? Qua ngay luôn cái đồ bên kia thôi mà. Thế thì đi lấy xe máy đi. Lấy xe máy. Bây giờ thì ngoài cái phần việc này thì hôm nay Trơ cũng dẫn Khâm đi xem một cái mảnh đất của anh Say đúng không? Vâng. Ở phía bên kia. Thì mình xem là có hợp lý không để tới này mình bàn thảo, nếu mà được thì giúp cháu Nô ấy, cháu của Trơ ấy, sẽ bàn bạc giá xem hợp lý thì mình sẽ chốt một miếng. Thông tin với bác Hùng, hôm nay nhân tiện thì trời đang tạnh ráo thì sẽ đi xem luôn. Quan điểm thì không bỏ lại hoàn cảnh nào, không để hoàn cảnh nào gọi là bị quá chậm trễ công việc. Như Trơ phụ xây thì không có đất đai chỗ nào khác rồi thì xác định đào đồi làm nhà thì Khâm cho triển khai đào sớm, càng sớm càng tốt. Như Nô được sự hỗ trợ của bác Hùng về kinh phí mua đất thì mình vẫn dục túc tắc là túc tắc tìm mua đất. Còn nếu làm ở nhà cũ thì có khả năng thôi, để hiện tại là cũng phải đập đá san lên mà tứ xong rồi. Nhưng mà mình thôi thì bác Hùng đã tạo điều kiện cho ở ngoài này thì mình sẽ tiếp tục là chậm thì chậm một chút, nhưng mình sẽ tìm những miếng đất là hợp lý. Bây giờ mình đi nhé. Vâng. Trời mùa hè mà như mùa đông vậy các bác ạ. Này là của họ rồi. Mảnh của anh Say là bắt đầu từ đây đi. Thế thì em ở bằng làm sao mà bằng? Chỗ này làm gì bằng? Không, nếu mà thấp xuống một tí là bàn mà. Chỉ cần kè một tí thôi, cũng không kẹp cao lắm. Nhìn đây á, đây là đất của anh trai á. Vâng. Bằng là bằng chỗ nào? Dưới này. Có một cái ở dưới này. Để hôm qua hình như trèo từ đâu lên. Bên này có đường xuống á. Đứng ở đây quan sát thôi xem nào. Em chỉ tạm cho anh này. Ở dưới này thì em nghĩ là cái này thì... Ở dưới này ấy, bắt đầu từ... tít dưới này làm bàn mà bàn luôn thì cái chỗ này em nghĩ là nếu mà không có mệnh nào hợp lý thì chỗ này thì ở nước thì ở tít dưới ở không quá xa đâu, có bể à? Vâng, có bể nước đấy, kể cả bơm lên à? Vâng, bơm lên thoải mái, hoặc là bên kia cũng có. Ừ. Vâng, nước thì ở đây là nước còn sạch hơn bên kia đấy, nước sạch hơn hồ treo đúng không? Vâng. Đâu đất anh xe đến đâu đến này, bắt đầu từ cây này. Vâng, cây này xong là chết chéo lên bên kia nữa. Thế cái mặt đường bên này là không phải nữa? Vâng. Tức có nghĩa là có mặt đường ở đây. Vâng. Ra đến hết chỗ nào? Ra đây thì cái em bước đi là... đi, em bước đi. Từ đây à? Từ đây đi à? Vâng. Mà từ đây đi. Sương mù quá, nhìn không rõ lắm. Ê, bắt đầu ở đây này. Vòng nữa này, chết chéo nữa này. Đấy, xuống đây là nhìn rõ luôn mà anh. Đây này, xuống đây anh. Để anh đi có em nè. Ngó đây. Một chút cho cháu Nô các bác ạ. Ra đây là cháu ấy cũng rất may được các bác tài trợ thì... Dưới này bàn mà. Đây, dưới này bàn luôn. Bắt đầu đến cái mấy cái ngô này. Ngô rất tốt này này. Hết luôn ở dưới này lên. Đấy. Nhưng mà chiều dài này đến đâu? Chiều dài này đến cái cây này xuống. Cây thôn này xuống. Thế ở đây thì vào đến đâu? Ở đây thì đến luôn cái cây này nữa. Tít dưới kia rồi. Nói chung nó cũng nhiều quá, nhưng mà anh sẽ lấy bảo là nếu mình mua đến đâu thì mình mua đến đó. Chỉ đủ làm nhà thôi thì mệnh này thì làm bàn luôn. Hôm qua em xuống đấy xe ký rồi. Chẳng qua là có cái cây đấy thôi. Chặt hết cái cây đấy thì xem mà chị san san không tí là bàn luôn.
thì bên này thì đến đâu, đến cái chỗ cỏ voi này không? Vâng, có hết luôn mà, hết luôn cái chú cỏ voi này. Ừ, nước là lấy ở dưới này luôn. Vâng, nước quanh năm không? Quanh năm luôn. Quanh năm luôn. Vâng, cả dân bên kia cũng dùng hết nước. Thứ nhất là nước ok, cái thứ hai thì là cái chú này thì đủ vật liệu như này, xong là lấy ván, lấy mấy cái tấn ván ếch để đóng xem chị hấp vào là nó cắt chạy xuống đây rồi. Nhưng mà đây là đất của họ à? Vâng, đất, đất anh Say ở bên này. Vâng. Nếu mà có mua ấy, thì phải bảo với anh Say là mình phải có một cái lối đi nữa chứ. Vâng. Mặt đường nữa chứ. Vâng, phải có lối đường chứ. Anh ấy đặt vấn đề với em à? Vâng, hôm qua em cũng bảo là anh hay đi xón hoặc là đi đâu anh biết một mạnh nào hoặc là anh còn mạnh nào gặp đường nữa không, thì anh ấy bảo cũng có một mạnh kia, không nọ quên mất, cũng bảo anh em. Nhưng mà lúc nào đợi anh khâm lên thì anh em khác trao đổi với nhau xem nào có hợp lý hay không. Nhưng mà hợp lý thì chốt mạnh kia cũng được, ở dưới này mà. Thực ra nhà của Nô thì mình sẽ làm một cái căn nhà nhỏ nhỏ thôi, không được to như của em đâu. Nhà em là rất là to mọi người. Trong các cái hoàn cảnh giúp đỡ thì nhà Mỹ, nhà Báo, nhà Trơ là những ngôi nhà có diện tích gọi là to hơn những ngôi nhà khác một chút. Anh ấy có bảo là bao nhiêu tiền không? Anh ấy không bảo giá. Không bảo là anh mình đi ngó qua hay là như thế nào thôi. Kiểu mình không muốn mua hay là như thế nào nữa. Sợ lại bảo giá thì xem mình lại không thích với mệnh đất đấy thì anh lại không bảo. Say thì cũng đi theo mình làm suốt. Ừ. Anh giới thiệu cho thì đầu tiên thì là quan sát từ trên cao thì không, cũng chưa quan sát rõ lắm. Để mà xuống tận dưới kia thì hôm nay cũng không có mang flycam. Anh em mình cũng không biết là cái mảnh đất này thì giới thiệu cho chơi cũng chưa biết, nhưng hôm nay là cũng tò mò đã. Cái thứ hai là công việc của Nô thì bấy lâu nay là Khâm cũng đang đau đáu cái việc là đi tìm đất. Thì hôm nay lên ngó một chút cũng như ghi hình một chút các bác. Cái này mặt đường thì không có nhá. Cái mặt đường thì tất cả mọi cái khu vực cứ như thế này thì khó làm nhà được mặt đường lắm. Bây giờ có một khoảng ở dưới kia thì nếu mà chặt bỏ tới này thu hoạch ngô rồi là chặt, mình mua ấy, xác định mình mua thì mình, anh ấy có thể là anh ấy di chuyển cây thông của anh sang một của anh đi chỗ khác trồng, hoặc là chấp nhận anh là chặt là bỏ. Nếu mà xác định mua rồi thì anh cũng phải chặt hết bỏ đi thôi. Chặt bỏ. Vâng, chặt bỏ làm cùi. Đó thì bắt đầu là cái nền này vẫn phải san. Vâng. Vẫn phải san thì làm cái nhà lại quay ra bên kia thôi. Vâng. Nhưng mà hôm phải qua chẳng qua làm hôm nay có sương mù như này thôi, nếu mà là cái nhà cửa quay sang bên kia không qua em nghỉ chỗ này nghỉ đẹp hết đấy. Nếu mà sau này mua được cái mệnh này biết phong thủy à? Vâng thì em biết về phong thủy à? Anh thì thấy biết cho anh thì thấy đất thế nào hợp lý thì quay đi như thế thôi, chứ trên thực tế hướng này ra hướng bên kia là vâng, hướng tây đẹp. Vâng, đẹp đối với nhiều bác xem kênh của Khâm thì bảo hướng tây không tốt, hướng tây thì chiều là mặt trời lặn thì ánh nắng là nó không được tốt, nó hại. Nhưng đối với bà con người Mông thì lại bảo hướng tây là cái hướng chuẩn, hướng mặt trời lặn. Tất cả mọi người phải theo hướng đấy, chứ không phải là ông này tuổi này thì hướng này, ông này tuổi kia thì hướng kia đâu. Mà mọi người quan niệm rằng là người Mông là phải hướng tây. Có thể là người Mông ở chỗ khác lại quan niệm là hướng đông, hướng bắc. Nhưng mà ở đây thì đấy, kể cả anh, các anh cán bộ bên này là các cụ còn bắt nhà là quay ra hướng tây, không cho quay ra mặt đường. Nhà nào cũng thế đấy, thì không phải là cứ cái tốt của mình thì người khác cho là tốt đâu. Mỗi cái nhìn của chính mình là tốt thì nó là tốt thôi. Thế là bây giờ là phải có con đường đi xuống đấy, đường xe máy các thứ nữa chứ. Sau này thì cứ làn đường xuống cái gốc cây hai cây đấy xuống. Xong ở đây thì được gần em đây rồi nhỉ? Vâng. Ở đây chỉ cách em được khoảng 300 mét nhỉ? 300 mét thôi. Mà 300 nước mét. Đây chỉ dùng nãy bơm luôn ở dưới kia. Xung hoặc quanh là đây có cái nhà nào nữa không? Không có. Ở đây không có cái nhà nào? Vâng. Từ đây đi ra bên kia thì mới là nhà của một người. Vâng. Nãy anh em có quay. Xong đi ra một tí nữa thì nhà của các anh cán bộ đúng không? Vâng. Xong đi ra một tí là nhà của Trơ. Vâng. Ừ, chung là cũng không phải là vắng. Khu vực này cũng không phải là vắng đâu.
Tới này, sau này là tới này quanh đây chắc là nhà hết. Nếu mà sau này thì cải kể cả cái đường dưới cái phần này đi vào trong kia phải có nhà hết. Ừ. Cũng có một anh đang chuẩn bị là xe nào tính để vụ ngô này xong thì cũng định làm cái trong kia đấy. Ừ. Thì cái đất ở đây thì hôm nọ làm việc với các bác lãnh đạo xã thì họ có thông tin mới không là cái dãy này ra đến cái chỗ cua bên kia, dãy này dọc hết sang bên kia thì cho vào đề án là đất thổ cư hết rồi. Ừ, cho vào đề án đất thổ cư hết rồi, dân này càng ngày càng đông. Mà địa bàn xã Vân Trải thì đất rất là ít. Đá thì nhiều. Đá thì nhiều. Khó khăn nhỉ. Rồi xem là hôm nay chỉ ngó ngàng trước em. Vâng, ngó ngàng thôi. Xem nô cả nô nữa cho nó ra đây ngó, chứ nô thì chắc chả ý kiến gì rồi, nô thì đất chỗ nào thì cũng ưng thôi, miễn là có. Ở đây cũng được, cậu cháu gần nhau. Vâng. Nghiên cứu xem, nghiên cứu thêm xem. Vâng. Này sương mù cũng nhiều mọi người ạ. Ok, đi lên trên đi. Vâng. Nhưng mà giá cả phải hợp lý nữa. Ờ, đến thời điểm hiện tại thì cũng phải gọi là cái vấn đề đi mua đất với không là mình rất là khó. Đi mua chỗ nào mà đẹp thì chắc chắn là giá cả sẽ đắt rồi. Chỗ nào mà giá cả nó thấp hơn thì lại đi vào sâu. Vất vả về đường điện, đường nước, đường vận chuyển vật liệu. Mình chỉ thích rằng là đi giúp ai là có đất. Nhưng mà mình thích như thế thì không được. Không phải là mình thích là mình được. Ở đây thì những cái hoàn cảnh của Khâm, hoàn cảnh đầu tiên như Lũ Anh thôi là đã vất vả về đất rồi. Tìm đất chỗ này hết chỗ kia rồi, sau đó thì là ngay cả chính người nhà là phải đổi đất. Điều kiện tất cả mọi thứ ràng buộc cho nhau. Đấy là bố với con đấy. Miếng đất đầu tiên mua thì là nhà của A Hòa. Nhà của A Hòa mua cái miếng đất kia 40 triệu. Là cũng rất là đau đầu. Có bác thì bảo được, có bác bảo không được. Đi mua như này thì dựa cho mọi người rằng là không biết làm nào cho hợp lý cả. Có mỗi người thì một cái quan điểm. Đất chỗ này giá như này hợp lý, đất chỗ kia giá như kia hợp lý. Khi mà mua đất thì bao nhiêu là những cái bình luận của tất cả mọi người dành cho mình. Nhiều lúc là thấy áp lực. Kể cả như hôm nọ thôi là cái vấn đề rằng là đi đặt vấn đề với A Báo là xem là mua bớt được một tí cho chơi phụ xây không. Thì cái video đấy thì khán giả rất nhiều vào mắng Khâm rồi nói Khâm rất nhiều luôn. Mọi người thực ra là chỉ mong các bác hiểu và thông cảm cho thôi. Còn nếu mà đã không được như thế thì chắc chắn là Khâm sẽ không bao giờ nhắc đến cái vấn đề là đất đai nhà báo nữa. Thế là đến thời điểm hiện tại như chơi phụ xây là có hôm qua cô Vân gửi thêm 10 triệu nữa thì mình có độ khoảng 94-95 triệu. Trừ tiền mua nhu yếu phẩm lặt vặt đi thì có khoảng đấy. Thì nếu như bảo là mua đất xong thì không lấy cái gì xây nhà, giả sử như mua một mảnh đất độ khoảng 50 triệu thì mình độ khoảng còn hơn 40 triệu thì mình chỉ xây một cái nhà cơ bản lên thôi, không có chát, không có lát nền gạch nữa. Thì ít nhất là hạ sơn thì vẫn tốt hơn là lên đào đồi. Nhưng bây giờ là không mua được. Các bác bảo không đi tìm chỗ khác thì thôi là quanh cái khu đấy không tìm được rồi, không mới về hỏi A Báo. Thế bây giờ thì không có nữa thì chấp nhận là bây giờ lên trên khu vực trên núi để mà đào. Thế còn hôm nay nhắc đến cái vấn đề này thì mong mọi người hết sức lượng thứ cho cháu Khâm. Tất nhiên thì có bác mắng thì có bác có bác bênh. Nhưng mà cái vấn đề rằng là đã bị rất nhiều người không đồng tình, rồi là mọi người thậm chí là vào chửi, mọi người nhắn tin, mọi người gọi điện, tôi rất là cháu Khâm kể cả có mua được về thì Khâm cũng không ở, Khâm cũng không lấy của ai. Nhưng bây giờ không có được thì vấn đề này thì sẽ tạm thời là chấm dứt ở đây. Mà không phải tạm thời nữa mà là sẽ chấm dứt cái việc là hỏi mua đất báo nữa. Anh ấy không bán rồi. Và cái vấn đề là khán giả cũng nhắc
rất là nhiều. Thế nên là mới nói đến cái mua đất thì anh rất là ngại. Mua được rẻ thì có bác khen, mua được mà mua rẻ thì nhiều lúc các bác lại bảo không đấy, đi trả rẻ cho người ta khó khăn. Nên là chỉ muốn làm sao là ai hoàn cảnh nào mà ít nhất là có được một cái mảnh đất để mình khai thác ra mình làm nhà, tốt hơn là đi mua rất nhiều. Vì từ lúc đi làm thiện nguyện thì Khâm mới bắt đầu là Khâm đi, đi mua đất đấy. Trước đây anh cũng có tiền anh đi mua đất đâu. Thế cũng đi làm, cũng đi công trình này nọ thì cũng có làm, nhưng mà đất đai thì chưa bao giờ được làm việc. Đi bàn thì mới mua thôi. Nên đến thời điểm hiện tại là cũng mua cho A Hòa này, cho chơ một mảnh. Thế còn những hoàn cảnh khác thì gần như là đổi đất, bố mẹ cho, hoặc là có sẵn nhà cũ, có sẵn đất. Nô thì sẽ là một cái hoàn cảnh nữa mà anh em mình phải mua đất. Mọi người có thể đóng góp ý kiến cho cháu Khâm nhé, để làm sao là trọn vẹn nhất có thể. Còn nô nếu như mà không có chỗ nào nữa chẳng hạn, vào chỗ nhà cũ làm cái bé cũng được. Vâng. Nhưng trong kia thì xa quá nhỉ? Trong kia thì mỗi tội là chuyện vật liệu hơi xa. Xa, trong kia vật liệu xa, vật liệu vào cũng đắt đã. Đây vật liệu sẽ đi riêng con đường này vào các bác nhé. Độ khoảng 4 cây số nữa thì đến trong kia mà đường nó dốc như này. Vật liệu chỉ xe 3 khối thôi. Thì nó đã đắt hơn chỗ em này rất nhiều rồi. Gấp đôi. Mà vật liệu lên chỗ nhà chơi nó đã đắt rồi. Thôi thì thế này, mình sẽ túc tắc là mình làm việc để mình tìm ra cái miếng đất. Hiện tại thì các bác thấy rằng là Khâm thấy là ngô của bà con ấy, kể cả có mua thì chỗ nào họ cũng đang trồng ngô. Đây chắc độ khoảng được 3 tuần nữa thì ngô sẽ thành bắp rồi. Thì nếu mà có mua ở đâu thì cũng phải làm sao là thu hoạch ngô, sau đó thì mình triển khai mình san nền. Ở trên này thì bây giờ mình mua xong thì mình chặt bỏ ngô của bà con đi thì cũng phí quá. Thì nếu có mua xong đất thì cố gắng là đợi độ khoảng 2-3 tuần nữa chắc là được thu hoạch ngô rồi nhỉ? Vâng, 2-3 tuần nữa. Thì cũng thu hoạch ngô đi. Cho có bắp ngô về ăn đã. Rồi sau đó mình mới bắt đầu là mình tính làm nhà, không biết là bác Hùng thấy là có hợp lý hay không. Thì cháu Khâm ở trên này thì thấy bà con cũng rất là khó khăn. Vấn đề ngô là bây giờ nó đã bắt đầu hình thành bắp rồi. Thì kể cả không mình có mua đâu thì mình làm việc xong, mình mua xong thì cũng đợi độ khoảng 2-3 tuần nữa. Được thu hoạch ngô rồi thì mình bắt đầu là mình tính toán vấn đề xây dựng sau. Bây giờ có mua ở đâu thì họ cũng trồng ngô thôi. Chỗ nào cũng trồng ngô hết. Chỗ nào cũng trồng ngô hết rồi. Thì sau vụ ngô thì tính toán xây dựng tiếp. Như nô thì hoàn cảnh nào mình cũng muốn có nhà sớm thôi, nhưng làm nào phải hợp lý nhỉ. Vâng. Thế chỗ này là không phải đất của anh nữa. Vâng, không phải. Cái này không phải đất của anh xây rồi. Vâng. Thế giả sử như mà làm đường xuống thì em tính làm đường. Làm đường xuống thì em cũng đang tính là cái này. Làm đường phải có đường xe máy xuống nhé. Có. Không... Bên nào từ bắt nào đầu đi. Từ đây đi thôi. Chỗ này phải đất của anh ấy chưa? Bắt đầu từ đây đi xong rồi làm rồi cái đường chéo này thôi. Nhưng mà chỗ này là phải đất của anh ấy chứ? Chỗ này thì cọ này thì không phải, nhưng mà cái này nhà này nó cũng dễ tính mà. Dễ tính, thì nói mình, thế. Mình chỉ nhầm, mình chỉ nhờ để làm cái đường đi thôi. Nó dễ. Trước khi mua cái đất này của anh xây thì không sẽ phải... Vâng, trao đổi. Trao đổi. Vâng. Thứ nhất là phải lên chính quyền gặp là có được xây nhà không. Vâng. Ừ, được thì mình mới bắt đầu tính tiếp. Rồi là cái thứ hai là anh xây có đảm bảo cho mình là có cái lối đi không? Lối đi bây giờ là phải lối đi tính bằng đường đi bằng xe máy được cơ. Vâng. Đấy. Phải nghiên cứu cái đấy trước. Nhưng sợ sau này mình làm ở nhà người ta lại không... Không cho thì không sao? Không đồng ý cái đường mình đi nữa thì cũng mệt. Rồi. Coi như là nô thì cũng không biết gì luôn. Cái gì cũng... Nô thì không biết gì rồi. Vâng. Cái gì cũng không biết. Vậy, phải tính toán trước. Rồi, sơ bộ như thế đấy nhỉ. Rất mong là sẽ nhận được những cái ý kiến đóng góp của tất cả mọi người, các cô, các bác. Có lẽ là ngày hôm nay đến đây thôi. Cháu Khâm cũng xin phép và tạm dừng. Còn cái công việc của bên nhà chơ máy thì có lẽ là
sẽ phải đợi hết tuần này thì mình sẽ xử lý tiếp. Vâng. Không nghĩ là được thôi, không có gì phải đáng lo ngại đâu. Vâng. Vì chị ấy về thì chị làm đúng cái chức năng nhiệm vụ của chị thì mình phải phối hợp làm thôi. Vâng. Còn nếu mà sau khi về mà chị ấy đưa ra những cái luận điểm mà thuyết phục mình và thuyết phục cả tất cả bộ ban trên xã bảo là không cho lành làm thì cũng phải thông tin mọi người, nếu đã như thế thì chấp nhận là không làm. Vâng. Thì mình cái đoạn đấy thì mình lại bắn tôn lên, mình vâng. để xe được. Vâng. Mình không xây nữa. Vâng. Bắn tôn lên. Ừ, vâng. Thì dù sao chăng nữa thì vẫn có cái đường xử lý vâng. cho em để xe máy ở đấy. Vâng. Vâng. Thế là vẫn yên tâm thôi nhé. Vâng. À, cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.